Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2021. Thì chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà cái trang thái lá nhỏ mà đủ các màu nha cả nhà. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà là cái màu vàng nghệ rất là đặc trưng luôn. Hồ đằng mẹ một màu rất là tươi. Cây là một cốt hết nha cả nhà. Đây là màu vàng nghệ. Màu vàng nghệ là nguyên cái lô này, để em quay cho cả nhà xem nguyên cái lô này. Màu vàng nghệ tươi lắm. Cái lô màu vàng nghệ này cả nhà, cái bông này anh muốn sọc đỏ luôn. Nguyên hàng này là vàng nghệ không? Tất cả đều là một cốt nha cả nhà. Dáng rất là đẹp, em lấy một cây cho cả nhà xem. Rồi, tiếp theo dáng là một cốt không nha cả nhà. Trang lá nhỏ mình mua về mình làm bonsai là rất đẹp luôn. Cả nhà thấy cái thân ảnh một cốt này tuyệt vời. Cả đường là một cốt. Màu vàng mà anh muốn sọc đỏ luôn. Vàng nghệ. Wow. Xem cái tán. Tán ảnh đều vàng. Nguyên cái lô này vàng nghệ. Một cốt. Cốt rất là to nha cả nhà. Cốt là bằng ngón tay em luôn. Cái này cũng một cốt hết. Ngoài ra thì có trang trái tim nữa nha cả nhà. Trang trái tim. Trang lá trái tim cũng rất là đẹp. Anh này là trang lá hẹ. Trang lá hẹ một cốt. Một
nha, xem cái cốt này. Cốt còn quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Phía trong này là trang trang trái tim. Trái tim cái bông ảnh cũng giống trang Thái mình, ảnh nó hình trái tim. Ở nhà xem cái cốt, quá tuyệt vời luôn. Cái vàng nhẹ đóng nhuyễn vàng đẹp hết sức. Rồi bên đây là cái hàng trang màu tím sen. Ở đây là màu tím sen một cốt. Đây là màu tím sen một cốt. Cả nhà xem cái anh màu đỏ mà cái cốt của anh kinh. Còn anh này là một cam nha cả nhà, một cà rốt. Cam cà rốt một cốt. Đây, cam, cà rốt một cốt. Rồi bên này cam này quá trời luôn nè cả nhà. Đủ loại luôn nha cả nhà. Cả nhà mua thì rồi ngày nào cũng ra vườn quay cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem những cây bông trang nó nhỏ thôi một cốt để giới thiệu với ông bà cô chú anh chị và các bạn để có thể mình lựa chọn những cây mình ưng ý nhất ạ. Cây trái tim, cây này ảnh đột biến rồi cả nhà. Vàng mảnh đục kiếm đỏ. Rồi, cảm ơn bà cô chú nha. Bà cô chú đặt hàng thì inbox em ạ. À.